Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Thuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề nói về đường định mệnh rộng mở. Đường định mệnh có cái tên rộng mở là đường như thế nào? Đường định mệnh này là một đường định mệnh bắt nguồn từ đường sinh mệnh, tức là đường mạng đạo, đường mạng sống của mình. Từ cái đường sinh mệnh này đi thẳng lên cái gò thổ tinh đó, trong sách gọi là đường định mệnh rộng mở. Đường định mệnh rộng mở này á là người nói đến cái người á là có ý chí kiên cường, có ý chí kiên cường nha quý cô chú anh chị em. Nếu ai có cái đường định mệnh như thế này là có ý chí kiên cường, họ quyết liệt khi mà giống như là sao nè, họ làm ăn cái gì mà thất bại ha, là họ tức á, là họ giống như là họ sẽ làm nữa đó. Cái dạng như người này nó rất là cứng cỏi, người ta cứng rắn cực kỳ luôn quý cô chú anh chị em. Cái đường định mệnh nó thẳng băng như thế này nè đó, nó bắt nguồn từ cái đường sinh mệnh, từ cái đường mạng sống của người ta mà mọc lên cái đường định mệnh, thì con người này nó kiên trì cực kỳ luôn nha đó. Mà phải đòi hỏi cái đường định mệnh phải giống như là đẹp nha, thẳng chứ đừng có cắt đứt, đừng có mờ nhạt, thì coi như cái đường định mệnh này không có tính. Cái đường định mệnh này á, cho dù mình á ở trong nước á, mình làm ăn vẫn giàu, vẫn có địa vị trong xã hội, hoặc mình đã đi ra nước ngoài làm ăn thì mình cũng được quý nhân giúp đỡ và được giàu có và cũng có địa vị xã hội tại ở nơi nước ngoài luôn. Tự vì cái đường định mệnh này là một cái đường định mệnh mở rộng là mình giống như là mình từ trong gia đình mình cũng được quý nhân giúp đỡ, mà ra ngoài xã hội cũng được quý nhân giúp đỡ, nó cực kỳ may mắn luôn. Nhưng mà cái đường định mệnh này cũng không phải là mình ra đời là mình thành công liền nha quý cô chú anh chị em. Nó phải thất bại rất là nhiều lần, nó rất là nhiều lần. Rồi mình, tại vì cái đường định mệnh này nói lên cái ý chí mãnh liệt, kiên cường của mình quá đi, cho nên á khi mà mình thất bại đó, cho đến cuối cùng á mà mình được thành công là thành công rất là cao. Mà thành công cao mà mình được có cái địa vị xã hội giống như là hiện tại giờ, giống như là có nhiều người ta là chủ tịch tập đoàn, hay là những người mà người ta làm mà về thương mại á, người ta giám đốc tập đoàn, những cái công ty lớn á, là người ta cũng có một cái địa vị, đúng không quý cô chú anh chị em? Thì cái này á là đường định mệnh á, là mở rộng cho mình á làm ăn từ ở giống như trong gia đình, rồi đi ra xã hội, rồi đi ra cũng như là ở trong nước, rồi đi ra tới ngoài nước luôn. Mà cái đường định mệnh này á là không có nói lên mình cần lập gia đình hay không. Dù mình độc thân hay lập gia đình thì cái đường định mệnh này vẫn giàu, vẫn có địa vị xã hội, nhưng mà cũng không phải là cái đường định mệnh này mà bước ra đời là thành công liền nha, không phải vậy. Trong sách để cái đường định mệnh này vẫn phải trải qua bao nhiêu cuộc thử thách, thất bại đó, thất bại rồi tan vỡ, rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết. Như tại sao mà thành công cao là tại vì thất bại nhiều, rồi người ta cố gắng, người ta kiên cường. Tại vì cái người này họ cái ý chí họ mãnh liệt quá, họ kiên cường quá, cho nên dù thất bại bao nhiêu họ cũng không có nản chí mà họ bỏ cuộc hết. Cho nên khi mà người ta thành công, ta thành công rất là cao đó, giống như mà những người mà người ta rời khỏi ghế nhà trường mà người ta quyết định đi khởi nghiệp, thì người ta khởi nghiệp đâu phải một lần quý cô chú anh chị em, khởi nghiệp rất nhiều lần. Ít có khi nào ai may mắn mà giống như mình bước chân ra cái mình đi khởi nghiệp cái một lần là ok đó. Đó là có những cái đường may mắn khác, còn đây là đường định mệnh này không phải là cái đường may mắn, chỉ là những cái đường mà cái đường này chỉ là bước chân ra là có quý nhân giúp đỡ thôi, giúp đỡ để đẩy cái cuộc đời mình đi lên, đẩy cái đường định mệnh mở rộng ra. Mở rộng tức là mở rộng từ trong nước đi ra tới nước ngoài, mà đi ra tới nước ngoài á, vừa giàu mà vừa có địa vị luôn đó. Mà cái đường định mệnh này á là phải qua 30 tuổi nha quý cô chú anh chị em nha, phải qua 30 tuổi mới thành công, chứ còn như 20 mấy tuổi là không có được. Từ 30, 35, 40 đổ lên
tới già luôn, nó càng lớn tuổi thì cái đường định mệnh này kết quả càng cao. Mà cái đường định mệnh này nó rất là lạ lùng, khi có được cái đường định mệnh này rồi, mình đủ duyên đủ phước thì cái đường định mệnh này luôn luôn rất là đậm, rất là đậm. Không có những cái đường mà nghiệp cắt ngang, không có đường mà giống như đường định mệnh mờ nhạt. Nếu như khi mình mọc lên cái đường định mệnh như thế này mà quá mỏng manh thì ý nghĩa như thế nào? Quá mỏng manh thì mình chỉ giống như là mình làm ăn nhỏ lẻ, mình mua bán tập quá bình thường thôi, chứ không có được một cái địa vị xã hội nha quý cô chú anh chị em. Tất cả những cái con đường nào mà nằm trong đường chỉ tay nào mà nằm trong lòng bàn tay của mình mà mờ nhạt là không có kết quả gì hết luôn. Từ đường tâm đạo, trí đạo, đường sinh mệnh của mình, đường tài vận của mình, hay là đường trên gò mộc tinh cũng vậy, đường nào cũng phải cần đẹp, cần đậm, cần rõ nét thì cái đường nó mới kết quả cao. Đó, còn tự nhiên mình có mà mình bị hả còn mờ thì cái này quý cô chú anh chị em chưa có đủ duyên, chưa có đủ duyên đủ phước thì mình ráng tạo thêm cái phước đức. Cái đường định mệnh này á là cái đường định mệnh của người mà gọi là dài sầm đạp sỏi, họ từng trải qua bao nhiêu vất vả gian nan rồi họ mới đi đến thành công nha quý cô chú anh chị em. Chứ không phải tự nhiên có cái đường định mệnh gì cái mình ấy ô đi ra cái bắt đầu mình hả mình khởi nghiệp cái thành công liền. Cái đường định mệnh này không có thành công liền, ít nhất cũng phải vài lần gọi là sụp đổ mất vốn, dần dần như là đi đến mà giống như là kiệt quệ, không có còn tài sản sức lực gì hết á. Mà tại vì cái người này, cái người mà có cái đường định mệnh này, người ta ý chí người ta quá cao, ta quá cao đi, cho nên trong sách để cái đường định mệnh này người ta thành công rất là mỹ mãn, mà thành công trải qua bao nhiêu gian khó, từ trong nước ra tới ngoài nước, người ta gặp những cái chuyện mà gọi là giống như nó gian khổ, nó rắc rối, nó hồ sơ, nó thủ tục đủ kiểu hết, cho nên người ta phải ráng cố gắng để vượt qua cái đường định mệnh này, nói lên cái tính cách của con người luôn. Nếu ai có cái đường định mệnh này là bảo đảm người đó, người ta rất là cứng rắn nha, cứng rắn luôn á, người ta không có bao giờ mà bị siêu dẹo hay là bị sa ngã bởi một cái việc gì mà bên ngoài hết. Tự vì cái đường định mệnh này mà khi mà mọc lên trong lòng bàn tay của quý cô chú anh chị em á, là nói lên á cái người này người ta luôn luôn người ta nghĩ đến sự nghiệp thôi. Đó, ta nghĩ đến sự nghiệp chứ người ta không có cái kiểu mà bóng hồng hay là gì đó tình nhân hay là cái gì, người ta không có nghĩ vậy, mà người ta giống như sự nghiệp, sự nghiệp. Chừng nào mà sự nghiệp thành công á rồi cái tình cảm mới tính sao đó. Cái đường định mệnh này nó hay ngay chỗ này nè. Thế dạ, để lại cho quý cô chú anh chị em xem rõ nè, bắt từ nguồn sinh mệnh nha, đường sinh mệnh là từ đường mạng đạo đi thẳng lên. Đó. Thì cái đường định mệnh này có rồi là không có sợ mà gọi là trở về già mà mình khổ sở hay là mình giống như là mình nghèo khổ hết. Nhưng mà phải cho lớn tuổi nha quý cô chú anh chị em nha. Chứ cái này mà từ 20-25 tuổi là cái đường định mệnh này không có kết quả gì hết. Tự vì cái người có cái đường định mệnh như thế này là từ 20-mấy tuổi họ vẫn còn ngồi ghế nhà trường, dĩ nhiên là cái đường định mệnh này họ vẫn còn học hành, phải giống như là mình phải có thêm vô cái bằng cấp thì mình mới có thể có địa vị trong xã hội được. Chứ bây giờ mình học ít quá rồi làm sao mình có địa vị trong xã hội được, thì học ít đó. Thì ví dụ như những cái con đường mà học ít mà mình vẫn giàu thì giàu thôi, nhưng mà không có thể nào mà giống như mình làm giám đốc hay là mình làm những cái gì mà lớn lao được. Thì cái đường định mệnh này đã nói là người mình có địa vị xã hội rồi thì mình phải cần nhất là phải có bằng cấp, phải có học, mà nhất định người có đường định mệnh này là người ta phải học thôi. Tiết già chia sẻ rất là thật lòng. Nếu ai có đường định mệnh bắt nguồn từ đường sinh mệnh ra là đường định mệnh mở rộng nha quý cô chú anh chị em. Mở rộng đường định mệnh này á là đẩy cái tương lai sự nghiệp của mình rộng mở ra. Đó, cái sự nghiệp của mình luôn luôn mở rộng ra bất cứ nơi nào đi cũng như nơi nào cũng mở rộng ra cho cái đường định mệnh của mình, tại vì cái đường nó mọc từ đường mạng đạo. Thiết già chia sẻ video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.